Chào mừng các em. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập các bài tập à, tuần 27 phần nâng cao dành cho học sinh lớp 3. Video này thầy sẽ chữa các bài tập nâng cao đó. Các em học sinh trước khi xem video này hãy làm các bài tập luyện tập để xem mình đúng bao nhiêu câu, mình sai ở những câu nào và mình làm lại những câu sai. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem cái video này để xem thầy chữa, đồng thời chúng ta xem nào câu đúng thì cái cách giải của thầy có khác hay không, rút ra kinh nghiệm gì, câu sai thì chúng ta rút ra tại sao chúng ta sai và hiểu được cái phương pháp giải nhá Chúng ta sẽ cùng nhau làm bài. Bắt đầu. Bài số 1. Số tự nhiên lẻ, nhỏ nhất, có 5 chữ số khác nhau là. Thì chúng ta thấy là uh, số lẻ, nhỏ nhất, có 5 chữ số khác nhau. Bài thầy viết tên ok bài 1 số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau thì chúng ta thấy là số tự nhiên lẻ vậy thì chữ số hàng cuối cùng phải là số gì số lẻ đúng không nào ok vậy chúng ta sẽ có để cho số nhỏ nhất thì chữ số hàng để có số nhỏ nhất thì chúng ta nên này, hàng càng cao thì chữ số càng nhỏ. Đúng không? Vậy bây giờ thầy sẽ có chữ số hàng cao nhất là số 1, là số nhỏ nhất có thể rồi. Tiếp theo thầy viết số 0, tiếp theo thầy viết số 2, tiếp theo thầy viết số 3. Đây là những cái số nhỏ nhất có thể. Và bây giờ đến số cuối cùng, do đề bài yêu cầu số lẻ nên là thầy phải dành một chữ số lẻ cho hàng cuối cùng, đó là chữ số 5. Rồi, bài 1 đáp án là 10235. Bài 2 Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau mà cả 5 chữ số đều là chữ số chẵn. Thế thì rất đơn giản. Bài 2, các chữ số chẵn thì là các số 0 2 4 6 8. Nhưng mà để được số lớn nhất thì thầy sẽ viết là hàng càng cao càng lớn vậy 8 6 4 2 0. Bài 3. Bài 3 thì chúng ta thấy là số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau mà mỗi chữ số đều là số chẵn. Vậy 5 chữ số khác nhau mà mỗi chữ số đều là số chẵn thì vẫn là các chữ số 0, 2, 4, 6, 8. Tuy nhiên thầy phải sắp xếp làm sao cho được số nhỏ nhất. Vậy số nhỏ nhất lúc đầu chúng ta thấy số nhỏ nhất thì là chữ số 2 ở đầu. Xong rồi đến số 0, số 4, số 6, số 8. Vậy đáp án của bài này là 20468. Ok, bài số 4. Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng. Uh, 10 Như vậy chúng ta thấy là để có 5 chữ số mà tổng cái chữ số bằng 10 Thì trước hết thầy lấy là muốn cho số nhỏ nhất Thì chữ số hàng càng cao phải càng nhỏ Vậy hàng cao nhất thầy để là số nhỏ nhất có thể là số 1 Tiếp theo thầy để số 0 Tiếp theo thầy để số 0 Để số 0 Như vậy được 4 chữ số rồi Vậy chữ số cuối cùng phải là chữ số mấy để tổng các chữ số bằng 10 Phải là chữ số 9 Đúng không nào? Vậy thầy có đáp án là 10009 Bài số 5 Bài số 5, số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau. Bài số 5 là số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 12. Vậy chúng ta thấy là số này khác với cái bài số 4 đó là yêu cầu các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 12. Vậy thầy viết chữ số hàng cao nhất là số 1 đã. Sau đó thầy viết số 0. Lúc này không thể viết số không được nữa mà thầy viết chữ số bé nhất có thể là số 2, sau đó số bé nhất có thể là số 3 và còn lại là 6 đơn vị. Thầy được 1 cộng 0 cộng 2 cộng 3 cộng 6 đúng bằng 12, vậy thầy có số 10236. Bài số 6, số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 20. Bây giờ tương tự như thế kia thì chúng ta thấy là hàng cao nhất thầy cứ để là số 1 đã hàng tiếp theo thầy để số 0. Và bây giờ chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Nếu như tiếp theo là số 2. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã dùng tổng các chữ số là 1 cộng 0 cộng 2 là 3 rồi. Bây giờ muốn tổng là 20 thì chúng ta chỉ còn hai vị trí nữa thôi. hai vị trí mà tổng các chữ số là bằng 17. Vậy thì dễ dàng thấy nó là số 8 và số 9. Phải không nào? 10289. Bài 6 đáp án 10289. Bài số 7, số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 24. Vậy thầy sẽ có là tương tự thầy thử này, 1 0. Bây giờ nếu là số 2 thì thầy thấy là cùng lắm cái kia là 8 và 9, vậy tổng mới là 20 không được. Vậy nếu là số 3 thì là tổng còn lại là 16 thì số 7 và số à, tổng còn lại là 20 vẫn không được. Và từ đó chúng ta có thể thấy là hai cái vị trí cuối cùng hai cái vị trí cuối cùng này cùng lắm là 9 và đây là 8. Thế thì cái số này phải là bao nhiêu? 9 cộng 8 là 17 cộng với 0 cộng với 1 mới là 18. Vậy số này phải là số 6 và thầy sẽ có đáp án là 10689. Ok. Như vậy mình được đáp án 10689 là số nhỏ nhất. Các em hãy lưu ý chúng ta luôn luôn ghi nhớ cho thầy là muốn cho số bé nhất thì hàng càng cao phải là càng là chữ số bé càng tốt. 10689 là đáp án của bài 7 bài số 8. Số lớn nhất có 5 chữ số mà tổng các chữ số bằng 15 rất dễ, ngược lại với cái việc nhỏ nhất thì để có số lớn nhất chúng ta phải làm cho hàng càng cao chữ số càng lớn để có số lớn nhất. Thì hàng càng cao chữ số càng lớn. Vậy Hàng cao nhất ở đây là hàng 10.000 thì chúng ta cứ để số 9 đã. Tiếp theo, chúng ta thấy tổng các chữ số là 15 vậy ở đây không yêu cầu các chữ số khác nhau. Các em phải cẩn thận những cái bài toán này, người ta yêu cầu chữ số khác nhau hay không khác nhau. Ở đây không yêu cầu chữ số khác nhau mà tổng là 15, thầy đã dùng 9 rồi, còn lại là 6 thầy dồn hết vào chữ số thứ hai từ trái sang và thầy được còn lại tất cả thầy cho là 0 và thầy được số là 96000. Bài số 9 Số lớn nhất có 5 chữ số mà tổng các chữ số bằng 24. Vậy cũng tương tự đúng không nào? Thầy sẽ có là 9 này, tiếp theo thầy cho là 9, tiếp với tổng là 18, 18 thầy cho tiếp là 6 thì tổng là 24, 00 và thầy được đáp án là 99600. Bài số 10. Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. Đây rồi bài này khó hơn đó là đề bài yêu cầu các chữ số khác nhau số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 16 vậy muốn số lớn nhất thầy cũng để hàng cao nhất là 9 đã và bây giờ chúng ta cần phải nhớ cho thầy là chúng ta còn lại 5 vị 4 vị trí nữa và tổng các số ở 4 vị trí này phải bằng bao nhiêu tổng các số ở 4 vị trí này phải bằng 16 chứ đi 9 là bằng 7 mà bốn vị trí này đều khác nhau vậy mình sẽ cố gắng làm sao cho hàng càng cao càng lớn càng tốt có nghĩa là mình làm cho những cái hàng đằng sau này càng nhỏ càng tốt. Vậy hàng đơn vị thầy cho là 0. Các chữ số khác nhau nên là hàng trục thầy cho là 1. Tiếp theo hàng này thầy cho là 2. Vậy còn lại bao nhiêu thầy dồn hết vào đây? Thầy sẽ được là 9 cộng 2 cộng 1 cộng 0 là 12 rồi. Vậy còn lại thầy còn lại là số 4. 9, 4, 2, 1, 0. Đáp án 9, 4, 2, 1, 0. Bài số 11. Số lớn nhất. Có 5 chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 23. Nào, bài này tương tự. Chúng ta cũng viết số 9 ở đây. Và bây giờ thầy còn lại 4 vị trí nữa. Và tổng của 4 cái vị trí này là bằng bao nhiêu? Chúng ta thấy là 23 trừ đi 9 vậy thì vẫn còn lại là 14. 14. Bây giờ thầy thử đặt là hàng lớn nhất. Sau cái số 9 này thầy đặt là số 8. Như vậy tổng mới là 17. Đúng không? 9 8 17. Vẫn còn lại là 6. 6 bây giờ thầy sẽ dồn cho hàng đơn vị là không nhỏ nhất tiếp theo một và còn lại thầy dồn hết vào đây thầy sẽ được là chín tám năm một không và thầy được đáp án bài này là chín tám năm một không như vậy các bạn chú ý là từ bài số 1 cho đến từ bài số 3 cho đến bài số 11 là chúng ta đang làm việc liên quan đến cái việc là viết số nhỏ nhất hay là số lớn nhất thỏa mãn điều kiện về tổng các chữ số. Thì các em lưu ý trước hết là chúng ta phải phân biệt được là đề bài có yêu cầu các chữ số khác nhau hay không. Tiếp theo là mình phải phân biệt được là lớn nhất hay nhỏ nhất. Muốn nhỏ nhất thì chúng ta ưu tiên viết hàng càng lớn là chữ số càng bé. Còn muốn nhỏ nhất, à muốn lớn nhất thì hàng càng lớn thì phải là các chữ số lớn nhất có thể. Và chúng ta cũng chú ý là khi viết chúng ta cần phải tính toán làm sao cho các tổng tổng các chữ số nó vừa đủ bằng với tổng các chữ số mà đề bài cho chúng ta chuyển sang bài số 12 bài 12 là một bài khá là thú vị số đối xứng là số mà đọc xuôi hay đọc ngược đều giống nhau ví dụ 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 thầy tìm được một cái hình rất là thú vị đây cái số đối xứng trong tiếng anh thì người ta gọi là palindrome thì đây 2012 2012 rất thú vị đúng không nào vậy Bây giờ mình sẽ xem nào để bài hỏi gì số đối xứng lớn nhất có 5 chữ số mà không có chữ số nào xuất hiện hai lần vậy muốn số lớn nhất đối xứng lớn nhất có 5 chữ số thì bây giờ thầy cho hàng cao nhất là 9 rồi tiếp theo chúng ta thấy này khi nó là số đối xứng thì hàng cao nhất với hàng cuối cùng phải giống nhau rồi bây giờ thầy còn 3 vị trí này ba vị trí này không thể là số 9 đúng không? Nếu có số 9 thì số 9 là xuất hiện quá hai lần mất. Vậy thầy ưu tiên số tiếp theo là số 8. Đây là số 8 và tất nhiên chỗ này chúng ta sẽ viết số lớn nhất có thể là chữ số 7. Thầy được 98789. 98789. Ok, bài 13 cũng là một bài liên quan đến số đối xứng nha. Bài 13, số đối xứng là số đọc xuôi đọc ngược đều giống nhau. Cái này giống như bài 12 rồi. Ví dụ 11, 121, 123, 321. Bây giờ người ta hỏi số đối xứng chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số mà không có chữ số nào xuất hiện quá hai lần. Vậy trước hết chúng ta lưu ý để có số đối xứng chẵn thì số hàng đầu tiên này và hàng cuối cùng phải là số chẵn. Mà lại muốn số nhỏ nhất vậy thầy cho cái hàng đó bằng 2. Tiếp theo, muốn số nhỏ nhất thầy ưu tiên chữ số hàng nghìn là 0 và chữ số hàng chục cũng là 0. Lúc này chúng ta thấy cái chữ số hàng trăm không thể điền số 0, không thể điền số 1. Bởi vì nếu điền số 0 và số 1 thì nó sẽ thành số có mấy chữ số rồi? Nó thành số có 3 chữ số. À nó thành số có 5 chữ số nhưng trong đó có chữ số xuất hiện 3 lần. Vậy thầy ưu tiên điền đây là số 1. Thầy được đáp án là 20102. 20102. Bài số 14. Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số mà tích các chữ số bằng 20. 20. Bây giờ chúng ta thấy này, muốn được số nhỏ nhất thì hàng cao nhất thầy cứ để là chữ số nhỏ nhất có thể. Vậy hàng 10.000 thầy để số 1. Tiếp theo hàng này thầy cũng để số 1. Tiếp theo thầy cũng để số 1. Vậy còn hai hàng này, liệu thầy có thể để số 1 ở hàng chục được hay không? Nếu thầy để số 1 hàng chục thì hàng đơn vị phải bằng 20. Bởi vì tích nó bằng 20 không được. Vậy Rõ ràng là hai cái chữ số hàng chục và hàng đơn vị này chúng ta phải làm sao để tích nó đúng bằng 20 thì chúng ta thấy 20 tách ra được thành 4 nhân 5. Và thầy tách thành tích của hai chữ số 4 và 5 và thầy sắp xếp số 4 đứng trước, số 5 đứng sau. Vậy thầy được kết quả là 11145. Bài số 15, số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà tích các chữ số bằng 40. Bài 15. Vậy số lớn nhất là tích các chữ số bằng 40, thế thì trước hết là thầy thấy 40 tách ra được thành là 8 x 5, vậy thầy viết số 8 lớn nhất đã, sau đó thầy viết số 5, sau đó còn lại thầy viết số 1, đúng không nào, bởi vì khi nhân với số 1 thì tích các số không đổi, và thầy được đáp án bài này là 85111, bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại một lượt nhé. Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau 1, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 5 Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau Mà cả 5 chữ số đều là chữ số chẵn 8, 6, 4, 2, 0 Số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau Mà mỗi chữ số đều là chữ số chẵn 2, 0, 4, 6, 8 Số nhỏ nhất có 5 chữ số Mà tổng các chữ số bằng 10 10009. Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 12, 10236. Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau tổng các chữ số bằng 20, 10289. Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 24, 10689 chuẩn. Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau à 5 chữ số mà tổng bằng 15, 96000. Cái này, 5 chữ số mà tổng các số bằng 24, 99600. Đúng số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 16. Chúng ta có 9, 4, 2, 1, 0. Tổng đúng bằng 16. Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau mà tổng bằng 23. Tổng các chữ số bằng 23. 9, 8, 5, 1, 0. Đúng tổng 23. Số đối xứng 9, 8, 7, 8, 9. 2, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 4, 5. 8, 5, 1, 1, 1. Ok, bây giờ chúng ta nộp bài nhé. Chúng ta mới làm hết có 15 phút thôi. Chúng ta nộp bài nào. Ok nộp nào. Như vậy thầy đúng hết rồi, 15 câu trên 15 câu. Nào các em học sinh, các em có làm đúng hết hay không? Nếu bạn nào chưa làm đúng hết thử sau khi nghe giảng rồi luyện tập và làm lại cho thầy nhá. Ok, bài học hôm nay kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ còn gặp nhau ở tuần học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.